Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay shop tranh Hồng Loan, website là kho tranh giá rẻ.com, Zalo là 0971123666. Sẽ giới thiệu đến các bạn một bức tranh thêu chữ thập với chủ đề là tranh cha mẹ. Vâng, đây là một bức tranh thêu chữ thập cha mẹ, mã số là 88897, kích thước là 70x40cm. Shop mình đang bán bức này với giá là 110.000 các bạn nhé. Vâng, đây là một bức tranh thêu chữ thập cha mẹ với câu thơ thương cha xuôi ngược giữa dòng mẹ yêu tất tả cánh gồng nuôi con. Kích thước của bức tranh là 70x40cm và mã số của bức tranh là 88897, giá thành là 110.000. Với hình ảnh đôi công là tượng trưng cho tình cảm vợ chồng, tình yêu đôi lứa. Hoa mẫu đơn là tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Cây tùng là tượng trưng cho sự trường thọ. Vâng ạ, còn cây trúc là trúc quân tử các bạn nhé. Đây là một bức tranh về cha mẹ rất là đẹp, là một bức tranh hàng hot của bên shop mình ạ. Vâng, mình xin nhắc lại mã số của bức tranh là 88897, kích thước là 70x40cm, giá bán là 110.000 các bạn nhé. Sau đây mình sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể bên trong bức tranh để các bạn nắm được rõ hơn ạ. Vâng. Đây là tờ hướng dẫn thêu. Tờ hướng dẫn thêu là các bạn nhìn vào khi các bạn ở trong vải đó, các bạn nhìn thấy khó thêu thì các bạn có thể nhìn vào tờ hướng dẫn này thêu. Tờ hướng dẫn để thêu hoặc là có những cái ký hiệu đính cườm, ví dụ như ký hiệu hay 4 chấm đấy ạ, ký hiệu ở cái chỗ tay mình chỉ đây chính là ký hiệu đính cườm, thì các bạn nhìn vào đây để các bạn thêu nhé. Vâng, ở trong cái tờ hướng dẫn thêu thì nhìn đây các bạn có thể thấy rằng có tổng cộng 41 màu chỉ, và màu chỉ số 42 chính là màu kết cườm các bạn nhé. Có 41 màu chỉ thêu và màu 42 là màu kết cườm, toàn bộ là thêu nguyên mũi luôn ạ, tất cả đều thêu nguyên mũi, có nghĩa là thêu dấu X chữ nhân các bạn nhé. Đây là tờ hướng dẫn thêu. Tờ hướng dẫn thêu là gồm có 4 mặt mà nhân với 4 tờ mà nhân với 2 mặt là ra 8 tờ các bạn nhé. Đây là trọn vẹn của tờ hướng dẫn thêu. Ở trong bức tranh này thì tất cả các chi tiết các bạn đều cần phải thêu ạ. Chỉ có nền ở phía đằng sau là các bạn không thêu thôi, còn tất cả các chi tiết đều thêu các bạn nhé. Vâng, đây là hình ảnh của bức tranh này. Thì mình giới thiệu là tất cả các chi tiết, ví dụ như chữ cha mẹ thêu, chữ thương cha xuôi ngược giữa dòng mẹ yêu tất cả cánh gồng nuôi con là có thêu, hoa mẫu đơn thêu, đôi công thêu và cây tùng cây trúc là có thêu ạ. Vâng. Mình sẽ giới thiệu sang bộ chỉ của bức tranh. Thì nãy mình có nói với các bạn là có tổng cộng 41 màu chỉ thêu và màu chỉ số 42 là màu kết cườm. Vâng. Đây chính là 41 màu thêu nhé. Chỉ là chỉ cốt tông các bạn ạ, chỉ cốt tông rất là đẹp. Chỉ cốt tông không hề bị sơ, không hề bị xù các bạn nhé. Nhìn đây các bạn có thể thấy rằng màu sắc chỉ rất là sáng đẹp ạ. Màu chỉ rất là sáng đẹp các bạn nhé. Vâng, màu rất là đẹp. Cách phối màu rất là đẹp ạ. Vâng, đó là hai liên chỉ các bạn nhé. Đó là hai liên chỉ của bộ chỉ thêu này. Vâng, đó là 41 màu chỉ và màu chỉ số 42 chính là màu kết cườm các bạn. Đây chính là màu kết cườm. Kết cườm là thường hay đính vào vị trí đuôi công các bạn nhé. Đính vào đuôi công, đây chính là ký hiệu màu số 42 đây ạ. 42 đây, và ở trong cái bảng này ngoài cái cườm ra thì có cả kim thêu đây các bạn nhé. Ở phía giữa đây là có cái kim thêu để các bạn thêu cườm ạ. Vâng, đó là ký hiệu chỉ số 42. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sang bộ vải của bức tranh. Tranh này có kích thước chiều dài là 70 và chiều cao là 40cm, giá thành của tranh là 110.000 các bạn nhé. Vâng, chữ cha mẹ màu đỏ này là các bạn thêu này. Chữ thương cha xuôi ngược giữa dòng mẹ yêu tất tả gánh gồng nuôi con màu đen này các bạn có thêu nhé. Vâng, cây tùng thêu ạ. Cây tùng thêu này, nhưng cây trúc không thêu nhé. Cây trúc không thêu, cây trúc ở phía dưới cây tùng đó là không thêu. Chỉ thêu cây tùng này, thêu hoa mẫu đơn. Thêu hoa mẫu đơn nhưng không phải thêu lá mẫu đơn các bạn nhé. Chỉ thêu hoa mẫu đơn thôi. Vâng, hoa mẫu đơn. Đây mình bẻ cái này cho các bạn dễ nhìn. Hoa mẫu đơn này. Vâng, còn đây là vị trí trung tâm của bức tranh, chính là đôi công, một đôi công màu xanh và màu trắng. Đó là vị trí của trung tâm của bức tranh. Hoa mẫu đơn thêu các bạn nhé, hoa mẫu đơn thêu. Vâng, nhìn đây các bạn có thể thấy rằng những ký hiệu thêu rất là dễ nhìn ạ. Ký hiệu rất là dễ nhìn, dễ thêu các bạn nhé. Không có màu nào giống nhau đặt cạnh nhau ạ. Màu thường là khác nhau nhé. Vâng, đây là tranh D thì cái chất vải nó sẽ cứng hơn tranh thêu kín. Chất vải cứng hơn tranh thêu kín và đặc điểm của tranh D là sẽ không in ký hiệu chỉ và tranh nhé. À, không in số thứ tự chỉ và tranh. Ví dụ như ở tranh thường thêu kín ấy, thì ở đây thường có số, ví dụ như số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Đấy là ký hiệu chỉ, nhưng tranh D sẽ không có ký hiệu chỉ các bạn nhé. Mình bán hàng cũng nhiều rồi và có một vài bạn thắc mắc là sao không thấy ký hiệu chỉ. Sao không thấy in số thứ tự chỉ thì không có đâu các bạn nhé. Vâng. Ở bên góc bên phải của vải thêu chính là ba cái cột ký hiệu thêu. Cột đầu tiên chính là cột số thứ tự của chỉ thêu các bạn nhé.
Cột thứ hai chính là ký hiệu để thêu. Các bạn nhìn ký hiệu này xong các bạn gióng vào đây để các bạn thêu. Ví dụ như chữ cha mẹ là toàn bộ màu đỏ này, thì gióng ở đây bạn có thể thấy rằng là màu số 14 là toàn bộ màu đỏ, thì các bạn lấy chỉ số 14 các bạn thêu nhé. Vâng, còn bên này chính là mã số của chỉ. Mã số của chỉ thì khi các bạn chẳng may mà các bạn thiếu chỉ hay là các bạn muốn xin chỉ của ai đó thì các bạn nhắn mã. Ví dụ các bạn muốn xin màu vàng, chỉ số 07 màu vàng thì các bạn nhắn là cho mình xin số 444 hoặc 445 hoặc là 600602. Các bạn nhắn mã như này để lấy thêm chỉ các bạn nhé. Vâng, có một chút lưu ý ở cái bức tranh này chính là cái vị trí đổi đuôi công. Thì ở đây nhìn vào trung tâm đây các bạn sẽ thấy có những cái ký hiệu rất là nổi bật. Vâng, những cái ký hiệu tròn tròn này rất là nổi bật đấy ạ. Đây chính là vị trí để thêu kết cườm các bạn nhé. Thì nãy cườm mình có nói với các bạn chính là cái túi đá này rồi. Thì cái những cái vị trí đá xanh này các bạn thêu vào đó cho mình nhé. Các bạn thêu vào đó cho mình thì cái đuôi công khi thêu xong nó sẽ rất là nổi bật. Nổi bật ở cái đuôi công, đẹp của cái đuôi công thì cái đuôi công đã là điểm nhấn của tranh rồi ạ. Vâng, vừa rồi mình vừa giới thiệu đến các bạn mẫu tranh thêu chữ thập cha mẹ với câu thơ thương cha xuôi ngược giữa dòng mẹ yêu tất tả gánh gồng nuôi con. Kích thước là 70x40cm, mã số của tranh là 88897, giá thành của tranh là 110.000 các bạn nhé. Vâng, các bạn có thể đặt hàng tại website khoatranhgiarẻ.com hoặc fanpage của mình là Tranh Hồng Loan hoặc Zalo của mình là 0971123666. Các bạn chỉ cần vào Google các bạn gõ số điện thoại 0971123666 hoặc các bạn gõ từ Tranh Hồng Loan, Tranh Thêu Hồng Loan sẽ ra shop của mình các bạn nhé. Vâng, cái buổi giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay của bên shop mình xin phép được kết thúc ở đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo ạ.